chào tất cả anh em. Hiện tại thì mình đang có mặt tại sân trường quốc tế Yogyakarta, nơi đội tuyển U16 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu với U16 Indonesia vào lúc 20 giờ ngày 6 tháng 8. Đây sẽ là trận đấu mà đội tuyển U16 Việt Nam phải thi đấu trên một sân vận động mới này, một khung giờ tối này. Và bây giờ các cầu thủ U16 Việt Nam buộc phải làm quen với điều kiện thời tiết trời nó hơi xế chiều một tí để giúp cho họ có thể làm quen điều tiết với một cái thời gian thi đấu khác một chút. Được cái là sân vận động mới của thi đấu thì sẽ có chất lượng mặt cỏ tốt hơn nhiều so với sân Sultan Agung, nơi mà đội tuyển U16 Việt Nam đã thắng 2 trận 5-0 và 5-1 trước Singapore và Philippines. Chúng ta hãy cùng xem U16 Việt Nam tập luyện thế nào nha. Bắt đầu thôi. Chúng ta làm okay, mọi thứ ngoài cuộc sống bóng đá cần thiết thì hãy còn không cần thiết không. Tập trung vào. Ok. Rồi, Phương vô. Bốn lên đúng không? 1, 2, 3 Việt Nam. Lúc này thì như thường lệ thì các cầu thủ U16 Việt Nam sẽ chia làm các nhóm để đá bóng ma. Thực ra gọi là trò đá bóng ma thôi nhưng yêu cầu cũng rất khắt khe. Có khoảng 2-3 cầu thủ sẽ làm ma và vòng xung quanh là 5 cầu thủ. Yêu cầu của Nguyễn Quốc Tuấn là 5 cầu thủ này sẽ phải thực hiện tổng số đường truyền khoảng tầm 10-15 đường truyền trong một tổ hợp. Điều đó giúp cho các cầu thủ U16 Việt Nam làm quen với việc kiểm soát bóng trong chân. Ông luôn luôn yêu cầu các cầu thủ U16 Việt Nam cần phải khống chế bóng tốt, xử lý bóng tốt và khả năng truyền bóng cho đồng đội ổn. Đây là điều mà các cầu thủ U16 Việt Nam, những cầu thủ còn rất trẻ, đang cần phải hoàn thiện mình theo từng trận đấu, theo từng buổi tập. Ok, lúc này thì các cầu thủ U16 Việt Nam đang chuẩn bị đang thi đấu 7 đấu 7 với phạm vi nửa sân. Cách này để giúp cho các cầu thủ U16 Việt Nam có thể là giữ được khoảng cách, cự ly đội hình và tăng tính kiểm soát bóng cho mọi người. Để đánh giá về đối thủ Indonesia thì Indonesia là một đối thủ có lối chơi rất nhiệt huyết và luôn chơi kỷ luật theo ban huấn luyện, và người ta rất mạnh mẽ, và người ta Indonesia có một thế mạnh là cổ động viên người ta trong trận cuối gặp Việt Nam, U16 Việt Nam này là có lẽ là rất đông ạ. Cá nhân em thì có người em bây giờ rất thoải mái, tự tin và em không ngại một đối thủ nào. Mục tiêu của chúng ta là giành được 3 điểm trước Indonesia. Để đánh giá về đối thủ Indonesia thì Indonesia là một đối thủ có lối chơi rất nhiệt huyết và luôn chơi kỷ luật theo ban huấn luyện, và người ta rất mạnh mẽ, và người ta Indonesia có một thế mạnh là cổ động viên người ta trong trận cuối gặp Việt Nam, U16 Việt Nam này là có lẽ là rất đông ạ. Cá nhân em thì có người em bây giờ rất thoải mái, tự tin và em không ngại một đối thủ nào. Mục tiêu của chúng ta là giành được 3 điểm trước Indonesia.